Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Tây Ban Nha đối đầu Đức ở tứ kết Euro 2024. Trong cuộc đại chiến vòng 16 đội Euro 2024, đội tuyển Tây Ban Nha đã chứng minh đẳng cấp của mình bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Georgia. Trận đấu diễn ra với nhiều diễn biến bất ngờ, nhưng cuối cùng, La Roja đã khẳng định vị thế của một ứng cử viên nặng ký cho chiếc cúp danh giá. Ngay từ những phút đầu trận, Tây Ban Nha đã thể hiện sự áp đảo với lối chơi kiểm soát bóng và liên tục dồn ép đối phương. Trong 14 phút đầu tiên, họ nắm giữ bóng tới 86% thời gian và có 5 quả phạt góc. Tuy nhiên, Georgia lại là đội vượt lên. Ở phút 17, trong một đợt phản công hiếm hoi, Georgia đã bất ngờ vượt lên dẫn trước. Ota Kakabaze tạt bóng vào vùng cấm địa và trong nỗ lực ngăn cản, hậu vệ Rubin Lenormand của Tây Ban Nha đã vô tình đưa bóng vào lưới nhà. Dù bị dẫn bàn bất ngờ, Tây Ban Nha vẫn giữ được bình tĩnh và tiếp tục pressing đối thủ. Sự kiên nhẫn của họ đã được đền đáp ở phút 39 khi Pedri thực hiện một pha dứt điểm tuyệt đẹp từ khoảng cách 25m. Cú sút chìm hiểm hóc của Rodri đã hạ gục thủ môn đối phương, giúp Tây Ban Nha gỡ hòa 1-1. Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha càng chơi càng hay, còn Georgia hầu như chỉ còn biết co cụm phòng thủ. Họ tiếp tục kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 51, từ một pha phối hợp đẹp mắt, Lamine Yamal chuyền bóng chính xác từ cánh phải cho Fabian Ruiz lao vào đánh đầu chính xác, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1. Hưng phấn với bàn thắng vượt lên dẫn trước, Tây Ban Nha tiếp tục dồn ép. Ở phút 76, họ có bàn thắng thứ 3 nhờ công của Nico Williams. Nhận đường chuyền từ Fabian Ruiz, Williams thực hiện một pha đi bóng đẳng cấp qua người hậu vệ Georgia trước khi tung ra cú sút đầy uy lực, nâng tỷ số lên 3-1. Chưa dừng lại ở đó, Tây Ban Nha tiếp tục thị uy sức mạnh khi có bàn thắng thứ 4 ở phút 83. Lần này, người lập công là Gianni Olmo với một pha xử lý kỹ thuật đẳng cấp bên rìa vòng cấm địa. Anh khéo léo đánh lừa hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm chính xác vào góc xa, ấn định chiến thắng 4-1 cho Tây Ban Nha. Ngược dòng thắng Georgia, Tây Ban Nha sẽ chạm trán chủ nhà Đức ở vòng tứ kết Euro 2024 diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 5 tháng 7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Stuttgart Arena. Bellingham lập siêu phẩm xe đạp chồng ngược cứu vớt Tam Sư. Tuyển Anh đã trải qua giai đoạn vòng bảng rất đáng thất vọng và huấn luyện viên Gareth Southgate bị chỉ trích vì tính bảo thủ của mình trong việc sắp xếp cầu thủ ra sân. Tuy nhiên, ở trận đấu này chiến lược ra người Anh đã có sự thay đổi khi tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo đã lần đầu tiên tại Euro 2024 được bố trí đá chính từ đầu. Đây là sự thay đổi duy nhất của tuyển Anh so với trận hòa Slovenia. Trong khi đó, huấn luyện viên Francisco Canzona của Slovakia vẫn giữ nguyên đội hình như trận đấu gần nhất, trận hòa 1-1 với Romania ở lượt trận cuối vòng bảng. Tam Sư với dàn hảo thủ của mình là cái tên nhận được sự đánh giá rất cao tới từ giới chuyên môn, nhưng đã vấp phải một Slovakia thi đấu như lên đồng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của huấn luyện viên Canzona không có bất cứ sự e dè nào và dù là đội bóng cầm bóng ít hơn đối thủ rất nhiều, 25% so với 75% trong hiệp 1. Nhưng chính họ mới là những người tạo ra được các cơ hội sóng gió trước khung thành của Jordan Pickford. Slovakia chủ động phòng ngự và tỏ ra cực nguy hiểm ở những pha phản công. Một trong số đó đã được cụ thể hóa thành bàn thắng ở phút 25. Sau tình huống bóng được phất từ phần sân nhà lên cho tiền đạo cắm David Celek, và cầu thủ này đã thực hiện đường chọc khe thông minh cho Ivan Strand băng lên xâm nhập vòng cấm trước khi vẩy má ngoài chân phải điệu nghệ đánh bại Pickford mở tỷ số trận đấu. Với tuyển Anh, dù thua trận nhưng đoàn quân huấn luyện viên Southgate gần như bế tắc và thiếu ý tưởng trong việc triển khai tấn công. 45 phút đầu tiên Tam Sư không có nổi một cú dứt điểm đi trúng khung thành thủ môn Maren Dubravka và các pha bóng nguy hiểm chỉ đến từ những nỗ lực dứt điểm của Mainoo hay đội trưởng Harry Kane nhưng không đủ để tạo ra bàn thắng. Bước sang hiệp 2, Anh tiếp tục thi đấu lấn lướt và sớm tìm kiếm được mảnh lưới của Slovakia nhưng tình huống đệm bóng cận thành của Phil Foden ở phút 50 đã không được công nhận do lỗi việt vị. Chỉ 2 phút sau đó, Can có cơ hội ghi bàn nhưng cú dứt điểm của Anh đã chạm chân hậu vệ Slovakia và đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sau những tình huống tấn công dồn dập mà không thể có bàn thắng, Anh dần đánh mất nhuệ khí trước một Slovakia thi đấu rất chắc chắn bên phần sân nhà. Những phút cuối trận, Anh đẩy toàn bộ đội hình tấn công và đã có được những tình huống rất ngon ăn. Tuy nhiên, Can đánh đầu sạt cột dọc ở phút 78 và cú dứt điểm chạm cột dọc của Declan Rice ở phút 81. Tưởng như anh sẽ theo chân Italia về nước sớm thì ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, Bellingham đã có khoảnh khắc siêu sao với cú xe đạp chồng ngược trong vòng cấm gỡ hòa cho Anh để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Hưng phấn sau bàn thắng, Anh nhanh chóng tận dụng tinh thần trùng xuống của các cầu thủ Slovakia để có bàn thắng ngay phút thứ 2 của hiệp phụ. Sau cú đá nửa chuyền nửa sút của Easy, Tony đánh đầu chiến thuật về phía xa và Can lập tức ập vào đánh đầu bồi, nâng tỷ số lên 2-1 cho Anh. Quãng thời gian còn lại của hai hiệp phụ, Anh chủ động chơi chắc chắn và nhường thế trận cho Slovakia. Tuy nhiên, quãng thời gian 90 phút chính thức chỉ chạy theo bóng đã bào mòn thể lực của Slovakia khiến họ không tạo được pha bóng,
nào thực sự nguy hiểm ngoại trừ pha đệm bóng cận thành đi vọt sà ngang của Pekarik ở phút cuối hiệp phụ đầu tiên. Chung cuộc, Anh bảo toàn chiến thắng 2-1 để có tấm vé vào tứ kết chạm trán Thụy Sĩ. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín. Truy cập ngay tề.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.